Chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất vui được gặp lại bạn trong video này. Bạn thân mến, trong thời gian vừa rồi thì Nguyễn Hiếu rất được nhận được rất là nhiều những cái tâm sự thầm kín của các chị em. Đó là vấn đề về bị viêm nhiễm rồi là một số những cái triệu chứng vô cùng khó chịu ở cái phần phụ của mình. Chính vì vậy, Nguyễn Hiếu trong video này thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những động tác, những bài tập để làm ấm và tăng sức đề kháng và loại bỏ những cái triệu chứng khó chịu ở cái phần phụ của chúng ta và giúp cho chúng ta duy trì được sức khỏe, sức đề kháng thật tốt và phòng tránh những cái chứng bệnh, những cái triệu chứng bệnh mà chúng ta không mong muốn. Rồi đôi khi nếu như mà những cái triệu chứng nó đang ở trong cái giai đoạn đầu mới á, chúng ta còn có thể dễ dàng chữa. Nếu mà chúng ta ngần ngại khám chữa thì có thể lâu dần thì sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều đến cái phần tử cung, dạ con, rồi là tắc nghẽn cái vòi trứng và gây ảnh hưởng rất là nhiều đến cái các cái cơ quan sinh sản của chúng ta. Chính vì vậy đây là điều mà chúng ta cần phải hết sức thận trọng và chăm sóc giữ gìn làm sao để được thật sạch sẽ và diệt hết tất cả những cái thứ vi khuẩn ở xung quanh cơ thể và xung quanh quần áo của chúng ta, đặc biệt là đối với những quần và những cái đồ lót của chúng ta thì chúng ta cần phải giặt riêng và có những cái biện pháp diệt khuẩn. Thông thường như Nguyễn Hiếu, khi mà Nguyễn Hiếu giặt xong thì Nguyễn Hiếu thường giặt tráng qua bằng một cái nước đó là từ tinh chất dầu chàm trà, tinh dầu chàm trà để diệt sạch vi khuẩn rất là sạch sẽ. Và sau cái chu kỳ kinh nguyệt, trong cái chu kỳ kinh nguyệt thì Nguyễn Hiếu cũng sử dụng cái tinh dầu chàm trà để vệ sinh và rất là sạch sẽ và an toàn. Nguyễn Hiếu cảm thấy rằng là an toàn và nó mang lại cái sự cân bằng, mang lại cái sự cân bằng pH và làm cho chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu. Đó thì khi mà các chuyên gia nghiên cứu thì thấy rằng là dầu chàm trà thì rất là tốt và nó có thể diệt sạch hết toàn bộ những cái vi khuẩn gây bệnh. Đó, chính vì vậy Nguyễn Hiếu rất là tin dùng tinh dầu chàm trà. Đối với mẹ hàng ngày cũng vậy, khi mà tắm thì Nguyễn Hiếu cũng có sử dụng dầu chàm trà. Đây là cái rổ mà Nguyễn Hiếu được rất là nhiều cái loại tinh dầu mà mình thường sử dụng. Đây là tinh dầu chàm trà sử dụng ở trong nhà tắm. Đó, trong nhà tắm, và thậm chí là nếu như mà cái phần phụ của chúng ta nó bất ổn định, nó có vấn đề thì nó cũng sẽ sinh ra rất là nhiều mụn, rất là nhiều mụn ở trên mặt và phần dưới cằm. Đó thì chính vì vậy chúng ta cần phải làm sạch sẽ và giữ ấm, làm sạch cho các cái bộ phận đó của chúng ta bằng tinh dầu chàm trà. Chúng ta rửa vệ sinh hàng ngày, đặc biệt là trong chu kỳ kinh nguyệt thì chúng ta cũng cần phải rửa vệ sinh thường xuyên, ngày 2 đến 3 lần để diệt hết những cái vi khuẩn gây bệnh. Còn những ngày bình thường thì chúng ta chỉ cần sử dụng một lần khi mà chúng ta tắm vào buổi tối trước khi đi ngủ thôi. Đó, còn nếu như mà chúng ta đang có cái vấn đề rất là nặng về cái phần phụ của mình thì cũng đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Nguyễn Hiếu để Nguyễn Hiếu có thể trợ giúp bạn kịp thời và hướng dẫn bạn những cái cách chữa trị hoàn toàn bằng tự nhiên và không có quá tốn kém và cũng không có gây ảnh hưởng hoặc là để lại những cái di chứng xấu không tốt cho các cái cơ quan sinh sản của chúng ta. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bài tập ngày hôm nay để làm khỏe và phòng tránh các cái chứng bệnh về phần phụ. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng ngồi thư giãn tĩnh tâm vài phút. Hai tay bạn để trên đầu gối, bạn thật sự thả lỏng và thư giãn cho cơ thể. Và khi tham gia luyện tập của Nguyễn Hiếu thì hãy nhớ mặc những cái trang phục thật là rộng rãi, thoải mái nhé. Rồi và từ từ hít vào một hơi thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên, thở ra xẹp bụng lại. Hít vào, bụng phình căng lên, thở ra từ từ xẹp sát bụng xuống. Hãy thả lỏng cơ thể, thả lỏng hơi thở của bạn và để hơi thở tự nhiên ra vào. Từ từ hít vào, và cảm nhận nguồn năng lượng, nguồn sinh khí mới đang tràn vào
thẩm thấu vào từng tế bào, thẩm thấu vào cơ quan nội tạng và cảm nhận phần bụng dưới, phần tử cung của bạn đang ấm nóng dần lên, toàn bộ cơ thể bạn đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ thở ra, thở hết mọi sự căng thẳng mệt nhọc của cuộc sống. Nào, chúng ta lại hít vào để mang nguồn sinh khí mới tràn vào trong cơ thể, rồi lại thở ra xẹp bụng lại. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, thở ra hãy chắp tay trước ngực, hít vào nâng vươn hai tay, uốn cong lưng ngẩng mặt lên, rồi thở ra hạ tay xuống. Hai, hít vào nâng vươn hai tay lên, uốn cong lưng, thở ra bạn xẹp bụng lại, xẹp sát xuống và thở hết. Ba, hít vào vươn tay uốn cong lưng, rồi thở ra từ từ xẹp bụng lại. Nhịp cuối, hít vào thật sâu, vươn tay lên ạ, uốn cong lưng rất tốt, rồi thở ra bạn nhẹ nhàng hạ tay xuống, thả lỏng tay trên đầu gối. Sau đó bạn trụm hai chân lại, hai bàn chân trụm lại, rồi kéo gót chân sát về phía bắp đùi trong, thế hai tay nắm lấy nửa lòng bàn chân trên, thẳng lưng lên, rồi bạn hãy thả lỏng cho phần khớp hàm, thả lỏng cho khớp hàm. Chúng ta rung rinh cái mướn, thả càng lỏng thì máu sẽ dồn về phần xương chậu và nuôi dưỡng làm khỏe và phục hồi các cơ quan sinh sản và cơ quan sinh dục của bạn. Hãy hít thở đều, hít thở thật sâu, rồi thở ra bạn gập người dài người về phía trước. Tiếp tục hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra gập người về phía trước. Chúng ta tập 5 lần. 3, hít vào, nâng lên nào, thở ra gập xuống. 4, hít sâu, nâng cơ thể lên, thở ra gập xuống. Nhịp cuối, 5, hít vào, nâng thẳng cơ thể, rồi thở ra từ từ gập người xuống, thở hết. Nhẹ nhàng hít vào, nâng thẳng cơ thể lên, thả lỏng hơi thở và thả lỏng cho khớp hàm của bạn. Từ từ co chân trái, duỗi chân phải, mở sang ngang, kéo căng gót chân, hai tay đặt trên đầu gối. Sau đó hít vào, bạn nâng vươn hai tay lên, thẳng sát tay, xoay vặn nhẹ cơ thể qua bên phải, gập người ôm lấy bàn chân, cúi đầu xuống. Hai, hít vào, nâng cơ thể lên, quay qua bên trái, thở ra chống hai tay xuống. Vòng hai, hít vào, nâng vươn tay và cơ thể, thở ra bạn gập người xuống, thả lỏng đầu. Rồi từ từ hít vào, nâng thẳng cơ thể lên và thở ra gập người xuống, thở hết. Hít vào, nâng tay và cơ thể lên, thở ra bạn hạ tay xuống, thả lỏng. Chúng ta đổi bên, bạn hãy thu chân phải, mở chân trái sang ngang, thế kéo căng gót chân, lưng thẳng và mông chạm sát sàn, hai tay đặt trên đầu gối. Hít vào thật sâu, nâng vươn hai tay lên, xoay nhẹ người qua bên trái, thở ra gập người xuống, thả lỏng đầu và trán. Hít vào, bạn nâng cơ thể lên, quay vặn nhẹ qua bên phải, thở ra ép cơ thể xuống. Rồi hít vào,
vòng cuối nâng vươn tay và cơ thể lên, thở ra, gập người xuống, thả lỏng vào cổ. Từ từ hít vào thật sâu, nâng vươn hai tay lên, quay vặn mình qua bên phải, thở ra, gập cơ thể xuống, thả lỏng. Rồi hít vào, bạn nâng tay và cơ thể, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, thu hai chân lại, trụ hai gót chân lại. Gót chân cách bắp đùi chừng 30 đến 40cm. Rồi sau đó hít vào, bạn nâng vươn hai tay lên, thở ra, vòng hai tay ra sau, đan hai tay lại, lật ngược tay lên, thế hạ chạm xuống. Hai, hít vào, nâng vươn hai tay lên, chúng ta tập 5 lần, thở ra, từ từ đan tay lại, lật ngược vào mặt tay. Ba, hít vào thật sâu, nâng vươn tay lên, rồi thở ra, từ từ đan tay lại, lật ngược vào mặt tay lại. Bốn, hít vào, vươn hai tay lên, duỗi thẳng lưng, thở ra, vòng hai tay ra sau, hạ trán xuống, nâng cao tay lên. Nhịp cuối, hít vào, vươn hai tay lên, thẳng sát tay, rồi thở ra, vòng hai tay ra sau, đan tay lại, cúi đầu xuống, thở hết. Rồi từ từ hít vào, nâng vươn hai tay lên, thẳng sát tay, thở nhẹ nhàng, hạ tay xuống, thả lỏng. Sau đó bạn xoay lưng lại, thế hạ khuỷu tay xuống, hạ bàn tay úp xuống, rồi co hai chân lên, chúng ta đạp xe đạp massage cho làm khỏe cho cái các cơ quan phần dưới của chúng ta. Hít thở đều, 2 3 4 5, chúng ta đạp ngược lại nào, 5 4 3 2 và 1, từ từ hạ chân xuống, hít vào, nâng vươn hai chân lên để ép hai chân sát cơ thể, thở ra, chân không chạm sàn, hai hít lên, thở lại, ba hít lên, thở ra, bốn hít lên, thở, năm hít lên, thở ra, 10 nhịp sáu hít lên, thở, 7 hít lên, thở ra, 8 hít lên, thở, 9 hít lên, thở ra, và 10 hít lên, thở rồi nhẹ nhàng, bạn hạ cơ thể xuống, hai tay ôm vòng quanh rốn, mở rộng hai chân sang hai bên, chúng ta điều hòa hơi thở, hãy hít vào, bụng phình lên, thở ra, xẹp bụng ra, hít, phình căng bụng lên, chúng ta đang nạp khí cho cơ thể, thở ra, xẹp xuống, từ từ hít vào, bụng phình lên, thở ra, xẹp bụng ra, hít vào thật sâu, bụng phình căng lên, thở ra, từ từ xẹp sát xuống. Rồi sau đó bạn co hai chân lên, thế kéo phần đầu gối sát về phía nách của chúng ta, hai tay nắm vào lòng bàn chân, rồi chúng ta kéo sang hai bên, kéo gối chạm xuống dưới sàn, thế thở đều, tư thế êm mẻ vui vẻ. Hít thở đều và kéo sang hai bên, lưng của chúng ta chạm sát xuống dưới sàn, sau đó hít vào, bạn bật bật nào. Hít thở đều, rồi từ từ hít vào và thở ra, vươn hai tay lên.
nâng cơ thể, hai tay ôm vòng con rốn, chân của chúng ta nâng 30 độ, thở ra. Chúng ta tập 5 nhịp hai và nâng lên, thở ra, 3 hít lên, thở ra, 2 nhịp nữa nào, 4 hít lên, nâng cơ thể lên, thở ra, nhịp cuối 5 hít lên, nâng mặt lên, rồi thở ra, hạ xuống, xuôi hai tay theo thân. Chúng ta thư giãn vài nhịp thở nào, hãy hít vào, bụng phồng lên, thở ra, xẹp bụng lại, hãy thả lỏng cơ thể của bạn, thả lỏng các khớp, thả lỏng các cơ, thả lỏng từng đốt sống, thả lỏng toàn bộ cơ thể, thả lỏng vùng bụng, thả lỏng khoang ngực, thả lỏng khuôn mặt. Và hãy hít vào thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên, rồi thở ra, xẹp bụng lại, để cảm nhận sự thư giãn đang thư giãn cho từng bộ phận trên cơ thể của bạn. Cảm nhận toàn bộ cơ thể bạn đang hoàn toàn được thư giãn. Thư giãn. Thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm, khép chân lại, hít vào, vươn hai tay kéo giãn thật dài cho cơ thể rồi nâng bật cơ thể ngồi dậy. Bạn cảm thấy thế nào? Sau bài tập này cơ thể sẽ khỏe khoắn và dẻo dai hơn rất là nhiều, đặc biệt là các cái cơ quan sinh sản của chúng ta sẽ gia tăng được cái sự đàn hồi rất là tốt để duy trì cái sức khỏe và phòng tránh các cái chứng bệnh. Và tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải biết cách vệ sinh thật chủ động và đúng theo cái phương pháp làm sao thật là an toàn và hiệu quả cho chúng ta bạn nhé. Nhớ hãy đừng ngần ngại và hãy chia sẻ cho Nguyễn Hiếu. Nguyễn Hiếu sẽ để số điện thoại ở dưới video này để bạn dễ dàng có thể liên hệ được với Nguyễn Hiếu, để Nguyễn Hiếu có thể trợ giúp bạn, giúp bạn có được những cái phương pháp luyện tập và những cái phương pháp điều trị hiệu quả nhất và nhanh nhất đối với những cái hiện tượng và những cái triệu chứng ở cái phần phụ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đã luyện tập cùng Nguyễn Hiếu. Nếu như bạn mong muốn nhận được nhiều những cái video và những cái chia sẻ tiếp theo của Nguyễn Hiếu thì hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Nguyễn Hiếu Yoga, đăng ký ở phía dưới để đón nhận được những video mới nhất cùng Nguyễn Hiếu luyện tập hàng ngày, để chúng ta cùng duy trì sức khỏe thật tốt bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào video tiếp theo.